Minh xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Gì Hot trên kênh Facebook cũng như là YouTube MC Khánh Linh USA. Quý vị cũng có thể ủng hộ Khánh Linh qua kênh số 2, đó là Cô Giáo Linh Cuộc Sống Mỹ. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay Khánh Linh xin cập nhật lại cũng như là chia sẻ thêm thông tin những tiểu bang nào tiếp nối với nhau để mà cho tiền lại người dân, đặc biệt là trong thời điểm mà sau cái tài khóa 2021 rồi, nhiều tiểu bang còn thẳng dư tiền rất là nhiều, hay là vì giá xăng tăng cao quá cho nên những tiểu bang này sẽ giảm tiền giá xăng hay là cho thêm tiền để người dân đổ xăng đó quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong chương trình Chuyện Gì Hot ngày hôm nay nhé. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Chuyện Gì Hot, Khánh Linh xin cảm ơn trung tâm New Horizon Academy là một trung tâm dạy kèm cho các em học sinh từ kindergarten đến năm thứ hai đại học bằng hình thức online trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Với những cái chương trình là After School giúp bài tập nhà, những chương trình luyện thi đại học SAT để con quý vị có thể vững tin vào những trường đại học mà chúng mong muốn. Và bên cạnh đó thì cũng có những lớp nâng cao dành cho các em học sinh giỏi, muốn giỏi rồi là càng giỏi hơn. Và cũng không quên có lớp tiếng Anh giao tiếp dành cho người lớn sẽ được khai giảng khóa tháng 4 này. Nếu anh chị em cô chú nào mong muốn được ghi danh có thể gọi vào số 1-800-590-9027. Khánh Linh được biết thì trung tâm còn nhận thêm 2-3 học viên nữa thì sẽ khóa sổ, sẽ không nhận thêm nữa quý vị ơi. Thưa quý vị, thì mở đầu bản tin đầu tiên, như những bản tin kỳ trước đó, Khánh Linh có nói về việc ở tiểu bang California, họ đưa ra rất là nhiều đề xuất quý vị, nhưng mà thứ năm vừa rồi, ông thống đốc Gavin Newsom lại tiếp tục đưa ra thêm một cái đề xuất mới nữa. Thì quý vị xem thử coi đề xuất của ông có hay hay không, có hợp lý hay không nha quý vị nha. Tiểu bang California đề xuất 9 tỷ đô la sau những đề xuất từ hai bên lưỡng đảng quốc hội, đó là hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa thưa quý vị. Và đề xuất của ông thống đốc Cali này là Gavin Newsom về việc hoàn thuế xăng bằng cách là gửi 400 đồng thẻ debit card đó quý vị cho những ai có xe nha quý vị. Và cái xe đó phải được đăng ký với chính phủ của California. Và mỗi người như vậy có thể claim đến 2 xe, có nghĩa là một người maximum sở hữu 2 chiếc xe. Có bảo hiểm, có ghi danh xe, có nói chung là làm chủ hoàn toàn đó. Đó thì mỗi chiếc xe như vậy 400 đồng và mỗi cá nhân đó chỉ được claim là 2 chiếc xe mà thôi, có nghĩa là được 800 đồng đó quý vị, bằng hình thức là debit card gửi về cho quý vị cái tiền nó xài cũng như là đổ xăng đi ha. Và những ai sở hữu xe điện cũng được luôn nha quý vị, cũng có thể có đủ điều kiện để có tiền này luôn nha quý vị nha. Và điều kiện trên thì không có quan tâm về cái income của quý vị bao nhiêu, họ chỉ dựa vào cái registration của chiếc xe của quý vị mà thôi. Còn nếu mà quý vị không chạy xe thì ông lại đưa ra một đề xuất, đó là cho miễn phí free transit, có nghĩa là có thể đi xe bus hay đi xe điện hay như thế nào đó được miễn phí trong vòng 3 tháng đó quý vị. Và cái Linh nhắc lại nha, hai bên Dân Chủ là sẽ đề xuất 200 đồng và những người nào khai thuế và có người phụ thuộc nha. Còn 400 đồng là cho mỗi người dân ở California luôn, không cần khai thuế, không cần gì hết, cứ người dân Cali là được 400. Và cái đó là tổng cộng là 9 tỷ đó quý vị. Còn bên Cộng Hòa đó thì họ nói là trong vòng 6 tháng là không được tính cái tiền tax xăng là khoảng 51 cent cho mỗi gallon. Vậy quý vị thấy đề xuất nào là đề xuất hợp lý? Khánh Linh nói đây là hợp lý nha, tại vì cho tiền ai cũng thích đó đúng không quý vị? Nhưng mà phải hợp lý, làm sao cân bằng ngân sách, làm sao hợp tình hợp lý thì nó mới đúng đúng không quý vị? Thì quý vị thích cái nào quý vị comment bên dưới trong video này nhé. Nhưng bên cạnh đó, cho tiền nhiều người không vui quý vị ơi, đó là những người mà làm bên môi trường đó, thì họ lại phản đối cái đề xuất của ông Gavin Newsom. Nói tại sao? Tại vì á, hiện tại là ông Gavin Newsom, cái plan của ổng là đang muốn California trở thành tiểu bang chạy xe điện đầu tiên của nước Mỹ nhiều nhất đúng không? Hình như 2035 hay sao đó, hay là 30 gì đó, mà bây giờ lại đi khuyến khích người ta đi mua xăng là sao, cho tiền để đổ xăng là sao, sao không
không lấy cái tiền 9 tỷ đó để mà xây dựng nhiều cái trạm mà chạc xe điện đi, làm tốt hơn cái hệ thống xe điện đi, tại sao không như vậy mà lại còn khuyến khích người dân lấy tiền đó để đổ xăng? À, tại sao không tận dụng cơ hội này để cho mọi người đều mua xe điện đi? Đó, thì cái đó là cái sự chống đối. Thì để mình coi coi cái đề xuất nào sẽ được thông qua, và lúc đó Khánh Linh sẽ cập nhật thêm cho quý vị nhé. Thưa quý vị, và tiểu bang tiếp theo đó là tiểu bang Hawaii. Thì hồi tháng 1 vừa rồi thì có đề xuất là gửi cho những cái người dân đóng thuế ở tiểu bang này là 100 đồng cho người khai thuế và người phụ thuộc luôn. Nhưng mà cuối cùng cũng chưa đi tới đâu hết quý vị, chưa có hồi kết nha quý vị nha. Tiểu bang tiếp theo đó là tiểu bang Idaho. Thì vào tháng 2 vừa qua thì ông thống đốc đó là ông Brad Little đã ký một cái rebate cho phép trả tiền lại cho người dân, đó là 75 đồng tiền, có thể là tiền refund hay là một cái tấm check riêng 75 đồng cho những người khai thuế và những người phụ thuộc, hoặc là 12% tiền thuế. Nghĩa là cái nào cao hơn, 75 đồng cao hơn hay là 12% của thuế 2020 cao hơn, thì cái nào cao hơn thì sẽ được cái tiền đó nha quý vị nha. Và phải là công dân của tiểu bang Idaho trong năm 2020 và năm 2021 thì mới được đủ điều kiện nhận số tiền này. 75 đồng nhiều quá quý vị. Thôi kệ đi, còn có hơn không nha quý vị nha. Và kế tiếp đó là tiểu bang Indiana. Thì người dân sẽ được nhận 125 đồng sau khi khai thuế năm 2021. Những ai có income thấp, không khai thuế cũng đủ điều kiện cho cái chương trình nhận tấm check 125 đồng này nha. Bên cạnh đó thì tiểu bang Maine, thưa quý vị, thì người thống đốc là Janet Mills rất là hào phóng, đề xuất 850 đồng. Và bắt đầu tháng 6 2022 này, nếu được lưỡng đảng của quốc hội của Maine á thông qua thì 850 đồng này sẽ về tay người dân đó quý vị. Nhiều không quý vị hả? 850 đồng thấy lên thấy cao nhiều hơn những cái tiểu bang khác rất là nhiều, thường thì là 400, 600 là cao rồi. Ở đây 850 đồng luôn quý vị. Và tiểu bang nối tiếp đó nữa đó là New Mexico quý vị ơi. Và New Mexico đó thì thống đốc đã ký thành luật sẽ cho một cái refund cho Child Tax Credit, là mỗi đứa trẻ như vậy được 175 đồng. Và những người khai thuế sẽ được một lần là 250 đồng cho single, những người single khai thuế đó, hay là một vợ chồng join đó thì được 500 đô la. Còn về tiểu bang Georgia thì kỳ trước trong chương trình Chuyện Gì Hot, Khánh Linh có nói là cho 250 single, 375 cho head of household và 500 cho một cặp vợ chồng. Xin thưa quý vị, nó hơi có những tình tiết lắc léo chi tiết hơn mà Khánh Linh đã đọc qua được một bài báo và giải thích rõ lắm. Khánh Linh sẽ có một video riêng để giải thích về cái đó bên phần Facebook nha quý vị nha. Thì trong video Khánh Linh nó sẽ giải thích kỹ rõ hơn, không phải ai cũng được 250 hay là 500 nha quý vị nha. Khánh Linh sẽ chia sẻ sau. Và chúc mừng cho những ai đang ở tiểu bang Massachusetts. 500.000 người dân Massachusetts đang có income thấp và trong thời gian dịch đó, đi làm không được tiền thất nghiệp, bây giờ sẽ có tiền 500 đồng đấy quý vị ơi. Thưa quý vị, tiểu bang Massachusetts có một cái ngân sách là 460 triệu giúp cho cái chương trình mà gọi là dịch đó quý vị, nhớ không? American Rescue Plan đó. Thì cái dịch đó người ta có 460 triệu để giúp cho lại cho người dân. Thì những người dân là khoảng 500.000 người dân không có nghỉ làm, không có tiền thất nghiệp, vẫn đi làm nhưng mà thuộc dạng là income thấp đó. Thì bây giờ họ sẽ hỗ trợ cho những người này một tấm check lần đầu tiên là 500 đô la và tuần sau, bắt đầu tuần sau này sẽ được gửi ra check nha. Nếu những anh chị em nào thuộc diện đó đó, mình có thể look out in cái email box của mình coi mình có tiền tấm check 500 hay không nha quý vị nha. Chương trình này dành cho những ai khai thuế năm 2020 và income của mình ít nhất phải là 12.750 đồng trở lên và làm 20 giờ một tuần. Và nếu mà làm nguyên cả năm thì phải ít nhất là 50 tuần trong một năm nhé. Và ai đã nhận tiền thất nghiệp thì không được nhận tiền này, mà mình phải thuộc là cái dạng low income nha. Và kết thúc chương trình thì Khánh Linh cũng xin chia sẻ một câu chuyện vui vui về việc giá xăng tăng cao đó quý vị. Có một cái ông này, ổng đi đổ xăng, ổng không trả tiền mà cảnh sát không phạt ổng, ổng cũng được cho qua. Hên quá. Tại sao? Tại vì ổng
tới đó trả tiền lại. Thì câu chuyện này xảy ra vào ngày 22 tháng 3 thưa quý vị, tại cây xăng Mapco ở Falmouth, Virginia, ở tiểu bang Virginia. Thì cái ông này á, ổng tới ổng đổ xăng, mà ổng đổ xăng diesel, như đổ dầu diesel quý vị, rất là mắc nha. Thì cái thời buổi mà xăng lên như vậy thì cái diesel nó cũng mắc. Thì vào lúc 5 giờ sáng thì cảnh sát được một người nhân viên ở cái căn xăng Marco này gọi điện thoại nói là bây giờ phải đi truy tìm cái người mà ngày hôm qua đổ xăng mà không trả tiền hết, vẫn còn thiếu. Quý vị biết ổng đổ bao nhiêu không quý vị? Ổng đổ tới 86 gallon quý vị. Gallon luôn, 86 gallon luôn. Và cái giá trị của 86 gallon đó lên bao nhiêu quý vị? 416 đồng 95 xu. Vậy chi ra một gallon diesel này là 4 đồng 83 xu. Và ông không đủ tiền, ông trả một phần thôi, ông còn thiếu tiếp 352 đồng lận quý vị. Và cái người khách này hứa là sẽ quay trở lại để trả cái 352 đồng này. Mà tới ngày hôm sau thì cái nhân viên ở ngoài cây xăng vẫn chưa thấy ông tới trả, cho nên phải gọi cho police, cảnh sát đến để mà truy tìm ông này. Thì cảnh sát có gọi cho ông này thì ông này mới lật đật tới trả tiền, thì không có bị thích kịch hay không có bị những cái gọi là criminal charge, thì không có bị tố cáo là những cái tội hình sự đó quý vị. Đó quý vị thấy không, không có tiền mà đi đổ xăng cho nhiều kia vậy? Đúng không, thì người ta gọi cảnh sát, người ta truy tìm mình là đúng rồi. Nhưng mà quý vị ơi, thấy không, thời buổi giá xăng khá cao quá, nhiều người không có tiền đổ xăng luôn, nhất là những người chạy mà xe sang xe xịn, những cái loại xăng cao đó quý vị, thì rất là tốn tiền luôn. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nhé. Và hy vọng là trong mùa xuân này có nhiều tin vui hơn từ chính phủ giúp đỡ cho người dân. Và hãy cẩn thận sức khỏe vì mùa bông phấn nè quý vị. Rồi cũng như là Covid-19 đó, hãy giữ cẩn thận bản thân mình. Tại vì sau những tháng ngày tụ tập đó, nhiều người Khánh Linh biết là cũng bị Covid lại đó. Cho nên mình take care sức khỏe của mình là chính nha quý vị nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. My name is Jennifer Lee, and I started attending the Risings Academy around 2012 when I was in either first or second grade. I've been enrolled in their Saturday program, summer program, and SAT program, as well as private one-on-one tutoring, specifically with Dr. Ryan himself. Dr. Ryan has personally tutored me since I was probably around third grade and greatly helped me get ahead in my academic coursework. I was probably learning about two grade levels ahead of my current grade level up until sixth or seventh grade, where I started solely taking their SAT program to train and prepare for the SAT, which did help me greatly improve my SAT score. And Only Risings Academy has greatly helped me on my academic journey. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ, như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.